Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng quý anh em. Hôm nay thứ năm, chúng ta cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu, linh mục tu sĩ. Chúng ta cầu nguyện cho các bạn trẻ biết rộng lượng đáp lời Chúa gọi để phục vụ Chúa trong ơn gọi tu sĩ linh mục, cũng như cầu nguyện cho mỗi người chúng ta mỗi ngày một nhiệt tâm hơn nữa, dấn thân hơn nữa trong công cuộc truyền giáo, loan báo tin mừng cứu độ cho mọi người. Chúng ta cũng cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, cho đất nước Israel, Palestine tìm ra được một giải pháp hòa bình, cho con dân của họ được ấm no hạnh phúc, đất nước được thái bình thịnh vượng, cũng như cầu nguyện cho tất cả các quốc gia trên thế giới biết ăn năn trở về con đường của Thiên Chúa. Cầu nguyện cho thế giới tìm ra được phương thuốc ngăn chặn được cơn đại dịch. Theo số liệu chúng ta vẫn thấy là trên các trang mạng vẫn nói là có những ca nhiễm trên thế giới, và nhất là tại Việt Nam chúng ta, và gần đây nhất cách đây 2 ngày tại khu công nghiệp Amata cũng có ca nhiễm. Vậy chúng ta cầu nguyện nhiều hơn nữa để Chúa ngăn chặn cơn đại dịch, cho đất nước Việt Nam thoát khỏi được cơn đại dịch này. Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng cầu nguyện cho linh hồn Katarina nhân ngày lễ giỗ. Với tâm tình ấy, giờ đây chúng ta cần tâm sám hối lỗi lầm để xứng đáng cử hành thánh lễ. Chúa ở cùng anh em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta thấy rằng trước khi cử hành mỗi thánh lễ, vị linh mục chủ tế mời gọi tất cả mọi người cùng với mình thực hiện nghi thức sám hối để giao hòa với Thiên Chúa và với nhau, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh, và cũng như để cho những ý chỉ cầu nguyện và của lễ chúng ta dâng được Thiên Chúa chấp nhận. Đây cũng là điều tương tự mà Đức Giêsu nói đến trong bài tin mừng hôm nay. Vậy khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để lễ vật lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Để rồi đó như là một lời nhắc nhở mời gọi đến mỗi người chúng ta trong đời sống đạo thường ngày của mình. Bởi vì nhiều khi như những kinh sư và người Pha-ri-sêu, hay như hình ảnh của anh thanh niên giàu có đâu đó từng xuất hiện trong tin mừng, chúng ta thường dễ quan tâm đến bổn phận thờ phượng Thiên Chúa, đến việc đọc kinh cầu nguyện này nọ, mà lơ là hay thậm chí nhiều lúc quên đi bổn phận của mình đối với tha nhân, với chính người anh em mình qua đời sống bác ái huynh đệ,
qua việc sống yêu thương và tha thứ. Thế nhưng Đức Giê-xu cho chúng ta thấy được rằng chính thái độ của chúng ta với tha nhân mới quyết định giá trị của việc thờ phượng. Thái độ đó chính là thái độ hòa giải, thứ tha với người khác ngay từ chính trong lòng, trong tâm hồn của mình. Và thái độ đó, việc đi làm hòa đó với người anh em của mình là một điều khẩn trương và cần thiết. Đến mức hãy để lễ vật lại đó trước bàn thờ đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở về dâng lễ vật của mình. Phải chăng người ta chỉ đến được với Chúa và được Chúa đoái thương nhận lễ vật khi người ta đến được với anh em mình trong sự an hòa thứ tha? Trong cuộc sống hàng ngày, thưa cộng đoàn, đời sống cộng đoàn hay việc sống chung với nhau tránh sao khỏi những mâu thuẫn, hiểu lầm hay xích mích. Đó là những yếu đuối của con người chúng ta. Chính vì vậy, nghe lời Chúa hôm nay, xin Chúa ban ơn giúp sức để mỗi người chúng ta biết khiêm hạ, can đảm ra khỏi chính mình và sẵn sàng đi bước trước đến với những người anh em của mình hay đến với mọi người xung quanh qua việc sống yêu thương, tha thứ và cảm thông như Chúa đã luôn yêu thương và tha thứ cho chúng ta hằng ngày. Amen.